Xin chào tất cả mọi người, lại là Dear đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot Tâm sự cùng người lạ Tara. Ok, một tháng nữa lại trôi qua rồi và chúng ta quay trở lại với một ván trải bài dành cho tháng. Thì tháng này đã là tháng 7. À, chúng ta xem trải bài này, trải bài của tháng 7. Đối với Dear thì tháng 7 là một cái tháng rất là hay. Nó hay như thế nào? Bởi vì con số 7 á, nó nằm ở trong huyền thuật, á, huyền học. Á. Con số 7 được xem là một trong những con số thần thánh. Những con số thần thánh là như thế nào ạ? Tức là những cái con số đó có ảnh hưởng trực tiếp rất nhiều đến với đời sống của con người mà đôi khi con người người ta không ý thức được. Ví dụ như số 7, các bạn nhìn thấy là có 7 ngày trong một tuần nè. Đó, cầu vồng có 7 sắc nè, phổ quang màu cũng có 7 sắc màu nè. Rồi tiếp gì nè, có 7 chakra, 7 cái đó đại diện cho 7 cái năng lượng khác nhau. Tiếp tục nè, ở trong đạo Công giáo thì nó có thêm một cái gọi là 7 cái ơn đức của Chúa Thánh Thần nè. À, rồi tiếp tục nó có cái gì nữa, là 7 cái mối tội lớn nhất của loài người đó, đều là những con số 7 hết. Cho nên số 7 dường như được xem là một trong những con số rất là hay, rất là huyền bí. À, nói vậy thôi, thiệt ra là tháng này thì đi vẫn sẽ trải bài y chang mỗi tháng thôi. Đó là vẫn là nói về cho mọi người biết là cái tháng này của mọi người nó sẽ có cái gì. Trong đây thì đi vẫn đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người hết rồi. Đó là 1, 2, 3 và 4. Tụ bài số 1, viên đá màu cam. Nói viên đá màu cam thì nó tên là Red Zapper mọi người à. Tụ bài số 2, viên đá màu xanh. Tụ bài số 3, viên đá màu đỏ. Đỏ gạch ha. Tụ bài cuối cùng với viên đá màu xanh lá. Bởi vì đây là một ván trải bài chung cho nên đi hy vọng rằng mọi người á có thể đón nhận nó một cách tích cực nhất. Và người nào đã xem cái clip mà trải bài của tháng 6 của đi trong tháng trước á, thì mọi người có thể bình luận ở dưới cái tụ bài tháng 7 này á, cho đi biết rằng là ồ nó ứng bao nhiêu phần trăm đối với mọi người. Và tiếp tục á, khi mà tháng 7 này kết thúc rồi, mọi người sẽ comment xuống bài của tháng 8. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Ok, bây giờ chúng ta đến với trải bài của tụ bài đầu tiên với viên đá màu cam cam ở đây. Thì với cái câu hỏi rằng là tháng 7 này nó sẽ diễn ra như thế nào, thì đi có lấy một số cái lá bài trà ở đây để xem các bạn sẽ có những cái sự kiện như thế nào ha. Đầu tiên các bạn có lá teapot, lá bear, chain, cloud. Ok, đầu tiên đi nhìn thấy được á, ở trong cái tháng này bạn nên cẩn thận nha, tất cả những cái bạn chọn tụ bài số 1 nè. Cẩn thận bởi vì sao ạ? Bởi vì các bạn đang có một cái sự hăm he hoặc là đe dọa, hoặc là các bạn đang gặp một chút xíu cái sự rắc rối đến từ công việc hoặc tiền bạc. Nhưng mà ở đây đi nhìn thấy rất rõ đó là bạn đang có một vài vấn đề bị trúc trắc trong cái vấn đề tiền bạc của bản thân bạn. À, cái rắc rối của bạn đó, bạn nên cẩn thận, không có nên gọi là quá là sẵn chớn, hoặc là nó là quá chi tay thẳng tiền, chi tiền thẳng tay, chi tay thẳng tiền là cái gì tôi không biết nữa, chi tiền thẳng tay. Tiếp nữa là hãy cẩn thận, ở đây mình có cái lá bear, danger nè, nguy hiểm, especially in money matter, tức là đây là một cái tình trạng nguy hiểm. Trong tháng này bạn có rất là nhiều những cái lời, có thể là cái sự nguy hiểm của bạn không phải là bạn thiếu tiền, mà bạn có tiền nhưng mà sợ rằng bạn sẽ đầu tư không đúng cách, hoặc là bạn sẽ sử dụng không đúng cách những cái đồng tiền đó để khiến cho bạn kiểu như là tiếc nuối á. Cho nên hãy cẩn thận, đừng đầu tư cái gì vào tháng này cả. Ok, tiếp, một vài cái dự kiện trong quá khứ, một vài cái sự kiện mới xảy ra, những cái dự kiện đó nó sẽ khiến cho bạn ngỡ ra một cái vấn đề đó. Ví dụ đi ha, từ xưa đến bây giờ bạn vẫn đang chưa hiểu một cái sự việc A, lý do tại sao người đó lại làm như mình với mình như thế. Thế thì bây giờ có một cái sự việc khác xảy ra đó, một sự việc B đi. Và từ sự việc A trong quá khứ, trời ơi tôi vừa mới ở, từ việc A trong quá khứ và việc B trong thực tại, bạn suy đoán ra được vì sao cái người đó lại làm như thế với mình. Thì ở đây cho thấy là trong cái tháng này bạn ngộ ra được một cái vấn đề gì đó. Bên cạnh đó bạn sẽ có một cái cuộc hội họp, một cuộc gặp mặt với một cái người bạn rất là thú vị. Và người bạn này là một người bạn có chung giới tính với bạn. Ví dụ bạn là nữ thì đó sẽ là nữ, còn bạn là nam thì người đó cũng sẽ là nam, còn bạn là petre thì người đó cũng sẽ là petre. Ok chưa? Đó, chị bằng gì thì cũng sẽ là chị bằng gì. Bạn sẽ có những cái cuộc nói chuyện rất vui, nhưng mà đây chỉ là những người bạn tri kỷ thôi nha. Bạn nói chuyện nè, ở trên đây có lá teapot nè, deep friendship thôi, đó là một cái mối quan hệ thú vị thôi, chứ không hẳn đó là tình yêu hay gì cả. Vậy thì khi mà nhắc tới các mối quan hệ, nhắc tới tình yêu, thì đi cũng muốn lấy thêm cho các bạn một số lá bài nói về các mối quan hệ của các bạn trong cái tháng 6 này. Ở đây các bạn có lá The Lover, lá The Lover của cái bộ này. Cái lá này khá là hay, đi rất là thích lá này trong cái bộ này luôn á. Đó là lá The Lover. Nó thể hiện giống như là một cái chuyện giống như là hãy yêu bản thân mình á. Hãy yêu bản thân mình.
ở đây đi nhìn thấy được đó là các cái mối quan hệ trong tháng này của bạn thì khá là ổn thỏa và không mấy rắc rối. Tuy nhiên, ở trong tháng này nó vẫn nhắc nhớ bạn một cái điều, đó là hãy nêu cao cái tinh thần gọi là tự chăm sóc bản thân trước, hay kiểu là hãy yêu bản thân mình trước, trước khi muốn người khác yêu mình, hoặc trước khi muốn yêu người khác thì hãy yêu mình trước cái đi. Nên rất có thể rằng là một cái lời khuyên cho bạn ngay từ trong cái lá bài đầu tiên, cái lá bài trà, nó nói là bạn nên cẩn thận về những vấn đề tiền bạc đó đi, nghĩ là sắp sửa chắc là có ai đó mượn tiền quá à. Cho nên là các bạn sẽ có thể rằng là kiểu giống như là bạn sẽ động lòng á, bởi vì đó là một người bạn chẳng hạn, sau bạn sẽ cho mượn á, nhưng mà bạn hãy xem xét lại vấn đề là bạn có đủ điều kiện để cho mượn hay không. Cái thứ hai nữa là có nên cho mượn hay không, bởi vì á, đôi khi á, vì đồng tiền mà làm mất đi cái tình cảm thì cũng không hay cho lắm. Ok, tiếp theo thì đi vẫn nhìn thấy các mối quan hệ trong cái tháng này hầu như là vẫn ổn. Bạn sẽ có một lời đề nghị nào đó trong cái vấn đề mà đầu tư hoặc là cho mượn tiền, nhưng mà như đi nói rồi đó là không có nên. Ở đây bạn có lá Queen of Cups và lá King of Swords. Cả hai lá này cho thấy được là trong cái tháng này đôi khi bạn cũng gặp nhập nhằng một xíu với các mối quan hệ, đôi khi cũng có một những cái sự cãi vã, nhưng mà thôi sẽ mau chóng qua đi. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ có một người bạn mới, rất có thể đây là một người nữ hoặc cái cá tính của họ khá là nữ, cái miệng của người này rất là dữ dằn nha, nhưng mà cái tâm tính của họ thì rất là tốt. Họ sẽ đến và để giúp đỡ bạn theo kiểu là định hướng bạn trong tương lai, hoặc là để chữa lành cho bạn những cái vết thương hiện tại của bản thân bạn, hoặc là để làm rõ cho bạn về những cái điều hiện tại bạn vẫn chưa làm rõ được, thì bây giờ là họ đến để họ làm rõ những cái điều đó ra cho bạn. Ok, tiếp theo thì đi lấy cho bạn những cái lá bài để nói về cái tình hình kinh tế cũng như công việc của bạn trong cái tháng 7 này. Tình hình kinh tế cũng như công việc trong tháng 7. Ok, đi nhìn thấy là cái tình hình kinh tế của bạn đang thực sự không được ổn cho lắm, nhất là ở trong cái tháng 7 này, nên biết tự lượng sức mình nhé. Tự lượng sức mình. Ở đây nhìn thấy có lá Five of Wands. Dường như là trong công việc bạn đang gặp một số cái rắc rối, nhất là trong tháng 7, rất có thể bạn sẽ gặp những cái sự rắc rối như là cãi vã, tranh cãi nội bộ nè, rồi đấu thầu ý tưởng nè, hoặc là bạn sẽ có cái sự xích mích với một ai đó ở trong cùng cái tập thể với mình. Nhớ là trong cùng tập thể nha. Bên cạnh đó thì càng trở về cuối tháng thì cái vấn đề công việc của bạn lại càng nhiều lên. Có thể không nhiều và hoặc có thể nhiều, nhưng cái kết chung của nó ở một điểm đó chính là bạn không có đủ khả năng, hoặc là bạn bị mịt mờ trong cái cách giải quyết cái công việc này. Bạn hay kiểu là bạn không có đủ sức để giải quyết, để xử lý hết tất cả những cái này á. Mấy bữa nay thì đi cứ bị nghẹt mũi mãi, cho nên là nói chuyện thì cái miệng, cái tiếng nó cứ ồm á, đi rất là bực bội luôn. Wow, trời ơi, tôi vừa mới làm xúc xích cái bạn. Rồi ok, tiếp tục quay trở lại với cái ván trải công việc của bạn thì đi nhìn thấy được rằng á là bạn nên cẩn thận về vấn đề tiền bạc rất nhiều. Ở đây bạn có lá King of Pentacles ngược. King of Pentacles ngược cho thấy được việc là rất có thể trong cái tháng này bạn sẽ có một cái lời gợi ý từ một cái người nào đó cho cái việc đầu tư lớn. Đầu tư lớn không nhất thiết phải là số tiền quá lớn, mà có thể đó là một cái lần đầu tư quan trọng của bản thân bạn. Kiểu như từ xưa giờ bạn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đầu tư cho một cái gì cả, thì cái chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm business, làm ăn cái gì hết. Không có nghĩ mình làm kinh tế, không làm business đâu. Nhưng mà rồi thì trong tháng này lại có người gũ ghê thì bạn cũng mong muốn có. Nhưng mà đi nói đó, bạn có lá Tower ở đây nè, hãy xem chừng, bởi vì là mọi thứ nó đang rất là mang cái tính đe dọa đến với cái vấn đề tiền bạc và công việc của bạn. Rất có thể luôn nó nổ cái đùng lúc nào bạn không hay không biết luôn á, nên hãy cẩn thận nhất nha. Bên cạnh đó thì đi có lấy một cái lá bài trong cái bộ bài các cái nữ thần để đưa cho bạn một cái thông điệp của tháng 7. Ở đây chúng ta có nữ thần Durga. Durga là một nữ thần khá là quan trọng trong nền Hindu giáo. Thì cái nữ thần này á được xem như là vợ của thần Shiva. Durga là nữ thần, là vợ của thần Shiva. Thì ở đây á, cái lá bài này có nghĩa rằng là một cái ranh giới hoặc là lằn ranh. Bạn phải hiểu rõ được á, cái vòng an toàn của bạn nằm ở đâu. Hiện tại bạn nên nằm ở trong cái sự an toàn của bản thân mà thôi. Bạn không nên quá là xông xáo hay kiểu giống như cái gì cũng đùng trong cái tháng này, không nên. Mà bạn nên giữ một cái thái độ điềm tĩnh trước những cái lời mời mọc trong cái vấn đề công việc. Hãy trì hoãn nó, hoặc là đừng nhận những cái lời đó luôn, hoặc là khi có nhận á thì các bạn cũng nên cẩn thận. Ok, tù bài số 1 kết thúc. Ok, chúng ta tiến tới với tụ bài số 2. Thì tụ bài số 2 với viên đá màu xanh dương, đi cũng sẽ để viên đá đây nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta quay trở lại với ván trải tháng 7. Đầu tiên thì muốn biết cái tháng này của bạn như thế nào. Đi đã lấy ra 4 lá bài trà. 4 lá bài trà.
Wow, Đi xin được sắp xếp lại một chút xíu theo cái thứ tự từ tốt cho đến xấu. Đi nghĩ cái này sẽ tốt nè. Thật ra ở trong đây thì đi không nhìn thấy cái nào quá xấu, mà nó nằm ở một cái mức trung trung, à hơi bình bình á. Thì các bạn ở trong cái tụ bài số 2 này, cái điều vui đầu tiên của bạn là tháng này có tiền. À, có tiền là mình đi đường quyền liền, có tiền là chuyện gì cũng được giải quyết hết. Thì cái lá bâu này nó thể hiện là bạn sẽ có một cái khoảng thời gian rất là giàu có trong cái lúc này đó. Nhưng mà bạn chú ý đi, đồ ăn trong đây đã chín vàng hết rồi, cho nên bạn phải ăn liền và ngay và lập tức đó. Nên theo kiểu giống như là cái tiền bạc của bạn trong cái tháng này á, có thì có đó, nhưng mà có quá nhiều thứ để bạn phải chi, cho nên là nó quay đi ngoảnh lại cái hết thân tiền. À, ok chưa? Cái tiếp thì đi thấy được bạn có lá khao web, tức là lá mạng nhện. Cái lá mạng nhện này thể hiện là bạn hãy cẩn thận, hãy cố tách mình ra khỏi những cái điều tiêu cực trong cuộc sống, và rất có thể là bạn sẽ được một ai đó giúp đỡ trong một vấn đề gì đó để bảo vệ bạn ra khỏi những vấn đề tiêu cực nè. Protected from negative. Negative tức là tiêu cực các mọi người. Đó. Hoặc là beyond your control nè. Đó, thấy kiểu giống như là nó sẽ là một cái sự kiểm soát của bản thân bạn trước những cái điều tiêu cực trong cuộc sống, thì hãy cẩn thận một chút xíu. Bên cạnh đó bạn có lá goldfish, cho nên thấy được rằng là trong cái tháng này bạn sẽ có một cái sự phát triển rất là mạnh về mặt tinh thần, về mặt tinh thần nè. Có thể là bạn có linh cảm tốt hơn trong cái tháng này. Tự nhiên trong cái tháng này bạn lại muốn đi chùa chiền nhiều hơn, bạn lại muốn tìm một cái nơi tâm linh nương tựa vào, thấy cái kiểu gì. Hoặc là lâu lâu trong cái tháng này bạn có cảm giác là bạn bị déjà vu á. Déjà vu là cái gì? Déjà vu là một cái từ trong tiếng Pháp hoặc là tiếng Đức gì đó, đi cũng không nhớ cho lắm. Thì nó là một cái hiện tượng giống như là có cái cảm giác giống như mình đã nhìn thấy cái này trước đây rồi, một cái cảm giác thân quen, một cảm giác thân thuộc, theo kiểu là hình như mình gặp cái này trước đây rồi này ha, thì gọi là déjà vu. Rồi tiếp, cái lá goldfish này tiếp theo đó là lá tiger. Cái lá tiger, con hổ này, nó thể hiện là bạn hãy làm tất cả những thứ mà bạn nghĩ là cần thiết, và đôi khi bạn cần một chút xíu bạo gan, một chút xíu bứt phá nữa trong cái tháng này. Nói chung trong cái tháng này những bạn chọn tụ bài số 2 á, muốn làm gì thì làm tung hoành ngang dọc đi, chỉ trừ ngoại trừ cái việc rằng là tiền bạc của các bạn mặc dù có đó nhưng mà rồi cũng sẽ bay biến mất tiêu, thì tất cả các vấn đề còn lại đi thấy khá là tốt. Về mặt bằng chung là đi thấy nó như thế, nhưng mà không biết ở trong những cái tầng thức khác nữa thì nó như thế nào, nên đi đã lấy ra 5 lá để xem về các mối quan hệ của các bạn trong cái tháng này. À, bộ bài mơ meo, bộ bài nói về người cá, đi khá là thích bộ này luôn á, nhìn màu sắc nó rất là đẹp đúng mọi người. Ok, ở đây cái lá trung tâm của bộ bài đó là lá Knight of Wands. Lá Knight of Wands, kỵ sĩ cầm gậy. Đây, Knight of Wands. Cái lá này cho thấy được việc là trong cái tháng này bạn sẽ có những cái bước tiến rất là vượt trội. Nhưng hãy cẩn thận nha, chậm rãi, chậm mà chắc. Bên cạnh đó đi nhìn thấy được là trong cái tháng này các mối quan hệ của các bạn phát triển khá là ổn nè. Tại sao gọi là ổn? Bởi vì ở đây nhìn thấy được đầu tiên bạn sẽ có một cái cuộc gặp gỡ hoặc nói chuyện với một ai đó, một cuộc gặp mặt hết sức là quan trọng. Có thể đôi quan trọng theo kiểu là đôi khi nó là một cuộc gặp nói chuyện chơi, nhưng sau cái chơi bời đó thì bạn gạn lọc lại được gì? Thế bạn gạn lọc lại được những mối quan hệ, và những mối quan hệ đó rất có thể liên quan trực tiếp đến công việc của bản thân bạn. Ở đây bạn có lá The Devil, cho thấy được việc là những cái mối quan hệ trong cái tháng này rất có thể á, nó sẽ là những cái mối quan hệ rất là phóng khoáng, nó là những cái mối quan hệ rất là hay ho, và họ sẽ đem đến những cái lợi ích thực tiễn trong công việc của bản thân bạn. Riêng về mối quan hệ thì ở đây đi hườm nhìn ra được là rất có thể trong cái tháng này bạn sẽ làm quen với một người đàn ông. Cái người này có thể là nhìn họ bề ngoài là một người rất là chững chạc, nhìn rất là đứng tuổi, hoặc là cái phong cách của họ hơi bậm trợn, hơi theo kiểu sugar daddy đó, theo kiểu là hơi đứng hơi ngầu lòi chút xíu đó, nhưng mà thật ra bên trong họ là một cái con người, một chàng trai rất là ngọt ngào, sweet boy rồi đó. Đó, ở đây bạn có lá King of Cups và lá Knight of Cups, còn cho thấy được việc là cái bạn mà bạn nói chuyện này nè, rất có thể là hai bạn rất là mến nhau. Đi chỉ dám xác định nó ở cái mức là mến thôi nha, chứ không hẳn là yêu hay đương gì ở đây hết, không có yêu đương gì ở đây nha, chỉ là mến nhau thôi. Bạn sẽ cảm thấy rất là thu hút bởi họ, bởi họ có những cái gọi là những cái sự quyến rũ nhất định trong cái cảm xúc của họ cho bạn. Và đây là một người cực kỳ giỏi, cũng như là cực kỳ mánh lới trong các mối quan hệ, cho nên bạn cẩn thận xí. À, bên cạnh các mối quan hệ thì đi nghĩ rằng là bây giờ có cả đống mối quan hệ mà không có tiền thì cũng đói nhân răng đã, thì đi trải cho các bạn một vài lá về tiền bạc và công việc của bản thân nữa.
Wow, có vẻ giống như là ở trong cái tháng này về công việc của bản thân á, đi cảm nhận được rằng là bạn đang đang kiểu như đang đang trì hoãn mình lại để chuẩn bị cho một cái gì đó quan trọng lắm. Có thể là trong cái tháng này tất cả những cái công việc của bạn nó sẽ không suôn sẻ cho lắm, nhưng cái sự không suôn sẻ đó là nhằm đem đến cái sự suôn sẻ cho một cái công việc trong tương lai cơ. Và ở đây cho thấy được rằng là rất có thể bạn sẽ có một cái cuộc gặp gỡ quan trọng với một ai đó trong tháng này. Bạn có lá siêu ập bên tát, siêu ập bên tát, một cái cơ hội, một cái sự thay đổi mới, một cái vòng lặp mới, hoặc là nói chung là kiểu giống như là nếu mà bạn làm dịch vụ nha, bạn làm hết khách này thì bây giờ trong cái tháng này bạn lại có một cái hợp đồng mới, và hợp đồng nó lại tốt y như cái khách vừa rồi. Ở đây đi nhìn thấy được á, bạn có lá Ace ở bên tát nè, bạn sẽ trở nên chăm chỉ hơn, bạn sẽ đầu tư rất nhiều công sức của bạn vào trong cái tháng 7 này luôn. Bên cạnh đó, lá Hang Gate Man cho thấy là mặc dù bạn có một cái khoảng thời gian đình trệ lại tất cả mọi thứ trong công việc, nhưng cái sự đình trệ này như đi nói rồi đó, đó là sự đình trệ để chuẩn bị cho cái mới. Bên cạnh đó, lá Knight of Cups và lá Two of Wands còn cho thấy được việc là cái người hợp tác với bạn trong khoảng thời gian sắp tới rất có thể đó là một người có tâm hồn rất là trẻ thơ, hoặc là một cái người có tâm hồn rất là phóng khoáng, một người rất là lãng tử. À, ok, chơi là một người rất là lãng tử. Cho nên rằng là wow, good, it's so good. Dia có lấy ra một cái lá bài ở trong bộ bài của các cái nữ thần, một bộ bài mà Dia đã từng review á. Bạn nào muốn xem lại bộ bài này thì để Dia sẽ đính cái link ở đây nha. Rồi, cái bộ bài này nó sẽ cho bạn cái lời khuyên gì và đến từ nữ thần nào ha. Ở đây là một nữ thần tên là Tara. Thật ra gọi là Tara là nữ thần thì cũng không hẳn, bởi vì Tara là hình ảnh Phật mẫu Bồ Tát ở trong văn hóa đạo gọi là Phật giáo á, Phật giáo của Tây Tạng. À, Phật giáo của Tây Tạng tức là Phật giáo mật tông á mọi người. Thì Tara là một cái hóa thân khác của Quan Âm. À, ok, là của mẹ Quan Âm. Ở đây bạn nhìn thấy cái dòng chữ là protection, sự bảo vệ, sự che chở. Mà đi có nói tới đây là goldfish nè, những cái liên quan đến tâm linh nè. Cái thứ hai nữa là cái gì? Cowweb nè, sự che chở, sự bảo bọc. Cho nên cho thấy được việc là gì ạ? Trong cái tháng này bạn mong muốn cái điều gì thì bạn hãy tích cực làm những cái điều đó một cách thật nhanh chóng, bởi vì bạn đã có những cái kiểu như những cái bề trên. À, điều đó là bạn được bề trên giúp đỡ và bạn được những cái yếu tố tâm linh xung quanh, được vũ trụ ủng hộ, cổ suý, cổ võ cho cái điều mà bạn đang làm. Ok, và đi nghĩ rằng trong tháng này thì bạn nên, nếu mà ai là đạo Phật á nha, thì bạn cũng nên có cái sự kêu cầu đến Phật mẫu Tara. À, để mà họ để cái vị này ngày ấy sẽ chứng cho bạn, và ngày ấy cũng sẽ cầu nguyện cho bạn, ngày ấy cũng sẽ kiểu như là ban phước cho bạn á, theo kiểu giống thế. Ok, tụ bài số 2 rất là tốt, và đi mong rằng là cái tháng của các bạn sẽ tốt như cái tụ bài này luôn á nha. Ok, kết thúc. Ok, tụ bài số 3 bắt đầu rồi đây. Tụ bài số 3 với viên đá Rezaber màu đỏ. Đây là Rezaber màu cam, còn đây là Rezaber màu đỏ. Ok, để xem cái tháng 7 này của những người bạn chọn tụ bài số 3 sẽ như thế nào ha. Hồi nãy thì Dia cũng có một chút xíu gọi là băn khoăn chập chững giữa tụ bài số 3, tụ bài số 4. Nhưng mà thôi, Dia đã quyết định chọn tụ bài số 4 rồi, cho nên bây giờ để xem nó như thế nào. Ok, đầu tiên Dia lấy ra 4 lá bài trong bộ bài trà để xem cái tháng này của bạn như thế nào. Dia sẽ sắp xếp các lá bài này theo chiều từ xấu cho đến tốt nha. Ok, Dia sẽ xin được phép sắp xếp lại một chút xíu. Wow, rất là hay nè. Trong cái tháng này thì có vẻ là công việc của bạn rất là bận biểu, rất bận luôn nha. Nhưng may mắn thay, bạn vẫn có thể kiểm soát được nó. Bởi vì bạn sẽ có được một cái sự tự chủ trong công việc của bản thân. Có thể công việc được giao cho bạn, được sếp giao rất là nhiều, hoặc việc học tập của bạn rất là nhiều, nhưng mà tất cả những cái đó là do một mình bạn quyết hết. Cho nên xong chậm hay là xong nhanh đó là do chính bản thân mình thôi. Cho nên ở đây bạn nhìn thấy là vừa có lá table, nó có nghĩa là hard work hay tức là công việc nặng nề, những cái công việc bận biểu đang ở trước mắt bạn rồi đó, nhưng mà bạn hoàn toàn có thể xử lý được. Tiếp theo, bởi vì tại sao lại đi lại nói là xử lý được với xử lý không được? Ở trong ván bài trà nó có hai lá bài table, hai lá bài cái bàn. Một là cái table, hai là cái deck. Cái deck là cái mà cái desk, thì cái desk là trong cái hình ảnh đó, cái bàn người ta bị cột bốn con búp bê vô cái chân bàn. Nó thể hiện cái việc là nếu mà bạn có công việc nhiều thì bạn hiếm khi có thể mà giải quyết nó hết một cách tất tần tật được. Còn trong đây là nó vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của bạn được. Tiếp theo bạn có lá bài cái khiên, shield. Cái lá shield này á cho nhìn thấy được việc là bạn, nó đưa ra một cái lời khuyên, đó là bạn nên có một cái chiến lược trong khoảng thời gian sắp tới. Cái chiến lược này chính là cái khiên của bản thân bạn, nó sẽ giúp cho bạn đương đầu với những cái khó khăn trong công việc. Tuy nhiên đi nhìn thấy là bạn á
bạn sẽ giải quyết được hết, bảo đảm luôn. Bên cạnh đó, bên cạnh bạn giải quyết được hết, bạn còn đi chơi nữa kìa. Ở đây bạn có lá hammock, tức là cái võng. Cái võng, taking a vacation physically, mentally or mentally. Trời, đi là phải xin lỗi cái bạn. Một vài bạn nào đó sẽ cảm thấy rằng là đi nói tiếng Anh thì rất là tệ, hoặc là đi nói tiếng Anh thì nó bị sao sao. Nhưng mà do đây là những cái lá bài nó có tiếng Anh á, nên đi sẽ đọc ra như vậy. Và đi cũng có giải thích là đôi khi là trong những cái lá bài tiếng Anh này á, sẽ có những cái bạn giỏi tiếng Anh hơn đi, thì họ sẽ dịch tốt hơn đi và họ sẽ hiểu tốt hơn. Thì trong cái bộ bài trà, cái lá này nó mang một ẩn nghĩa, có nghĩa rằng là bạn sẽ có một cái chuyến đi chơi. Nhưng cái chuyến đi chơi này có thể là bạn sẽ thực hiện, hoặc nó chỉ là một cái dự định mà thôi, chứ chưa chắc là bạn sẽ đi nhá. À, bạn sẽ có một cái chuyến đi chơi. Mà dù nếu mà có chuyến đi chơi thì là taking a vacation thôi, nó cũng ngắn ngày thôi, chứ nó không có nhiều. À, ok. Nói chung là đi chơi mấy ngày thì nó không có nhiều. Con bò cùng công lông, cái me rụng lá đó mọi người. Đó, tiếp tục tới lá cuối cùng ở đây. Bạn có lá chuông gió, peace and harmony. Dạng giống như là đi nhìn thấy là xuyên suốt trong một cái tháng này á, bạn sẽ luôn cảm thấy là ồ, có cái gì đó rất là dễ thở, có gì đó rất là dễ ăn ở trong cái tháng này luôn. Theo kiểu giống như là công việc dù có nặng đầu đến đâu thì bởi vì cuối tháng là có một cái cuộc hẹn đi chơi á, cho nên là bạn sẽ cố gắng hết tất cả làm sao để ổn định lại công việc của bản thân mình, để cuối tháng này chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi. Đó, theo kiểu giống vậy, bạn sắp xếp được mọi thứ. Đầu tiên thì đi nhìn thấy được những cái sự kiện trong công việc của bạn khá là tốt. Bên cạnh đó thì đi có lấy thêm một số lá bài để xem các mối quan hệ của bạn như thế nào. Đầu tiên chúng ta có lá Six of Wands, một lá tốt nè. Lá The Hierophant quá tốt. Lá Five of Wands nên cẩn thận. Lá Emperor ngược, ok. Và lá cuối cùng, lá Three of Wands. Có một chút xíu rắc rối xảy ra ở trong các mối quan hệ của bạn trong cái tháng này, nhưng mà bạn cũng không có nên lo lắng. Đi nhìn thấy được rằng là trong cái tháng này thì bạn sẽ có được sự tin tưởng của một ai đó để giao cho bạn một cái trách nhiệm lớn, và bạn sẽ thành công. Thật sự bạn sẽ thành công bởi vì bạn đủ cái kiến thức, hoặc là xung quanh bạn có đủ những cái con người đủ cái kiến thức này để giúp đỡ bạn hoàn thành trong cái việc học hoặc trong cái công việc của bản thân. Lá Hierophant nhìn thấy được là sẽ rất là có thể sẽ có một cái người giống như sếp sẽ có thể chỉ cho bạn một chút xíu về những cái gì bạn cần phải làm, và rồi bạn sẽ làm được. Ok. Nhưng lý do tại sao mà tôi nói là cái lá Five of Wands không tốt ở đây, bạn sẽ gặp rắc rối không phải nằm ở vấn đề là bạn không biết làm nó như thế nào, mà vấn đề đó là bạn không biết làm việc với những người xung quanh bạn như thế nào. Cho nên đó là cái khó khăn của bạn trong tháng này rất có thể liên quan đến công việc của bạn, là liên quan đến vấn đề nhân lực nhiều hơn. Lá Five of Wands thể hiện cho việc là sẽ có một chút xíu những cái sự chổi nghịch, những cái sự đối nhau ở trong nội bộ của bản thân bạn. Nhưng mà đi nghĩ là rồi sẽ ổn thôi. Cái cách mà bạn giải quyết nó là bạn nên liên hệ với sếp của mình, sếp sẽ giúp đỡ bạn đây. Nếu mà có thể thì ở đây ấy, đi nhìn thấy sếp của bạn được mô tả là Emperor ngược, một người rất là nguyên tắc nhưng thể hiện mình với một trái tim, gọi là một trái tim ướt át, một con người cảm xúc. Nhìn vô thì cứ nghĩ là họ là một người rất là cứng cỏi, nhưng mà đây cũng là một con người rất là hiểu chuyện, rất là cảm xúc, rất là biết cách lắng nghe. Cho nên là bạn chỉ cần trình bày với sếp những cái này thì sếp sẽ đưa ra những cái định hướng cho bạn trong tương lai thôi. Nhìn chung các mối quan hệ thì nó khá là ổn rồi đó. Thế thì xem rằng là bạn được những cái hứa hẹn trong công việc rất là nhiều nè, thì không biết là công việc bạn như thế nào, thì đi cũng có lấy cho bạn thêm 5 lá bài về công việc. À, cho những bạn nào lỡ đâu các bạn có thắc mắc về những cái lá bài này trong bộ bài nào, thì đầu tiên đây là bộ bài trà Tea Leaf, bộ bài thứ hai là bài Mermel Tarot, bộ bài thứ ba là ở trong bộ Santa Murce. Đọc cái chữ Murce đó đọc mệt quá, tại nó có cái âm khờ khờ á mọi người, mệt thiệt. Tiếp, ở đây đi nhìn thấy được việc trong công việc của bạn á, bạn có một cái lá rất hay, rất đẹp, đó chính là lá Ace of Cups. Đây luôn, rất đẹp nha bạn ơi. Đây là lá cực kỳ đẹp. Lá một cấp thể hiện là bạn được đông đầy tất cả những cái sự hạnh phúc, tất cả những cái sự may mắn ở trong cái tháng này, nhất là trong vấn đề công việc. Bạn được giao cho trách nhiệm lớn, nhưng không vì thế mà bạn xem cái này là một cái gánh nặng của bản thân. Bạn hoàn toàn có thể vượt qua được. Đi cảm thấy rất là congratulations, rất là chúc mừng cho những cái bạn này luôn á. Bên cạnh đó đi nhìn thấy được là bạn có lá Knight of Pentacles nè, lá The High Priest nè, rồi cả lá Juggernaut nữa. Đôi khi thì bạn vẫn sẽ gặp một chút xíu rắc rối trong cái công việc của bản thân, kiểu là sự phán xét xung quanh này nọ kia. Nhưng mà đi nhìn thấy là đi một ngày đàn học một sàng khôn, trăm hay không bằng tay quen. Tức là từ trong cái công việc này bạn sẽ học ra được nhiều vấn đề hơn, và từ đó
cải thiện, nó sẽ improve, nó sẽ cải thiện cái tay nghề của bạn trong cái vấn đề như là bạn là học 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 sinh chẳng hạn, thầy cô cho bạn nhiều nhiều hơn những cái bài tập thì bạn làm nó nhuần nhuyễn đó, bạn đi bạn viết bài riết là nó nhuyễn đó. Tiếp còn nếu mà bạn trong công việc thì sếp đưa cho bạn những cái thử thách khó thì bạn làm riết rồi nó cũng nhuyễn, riết là bạn cũng quen đó. Ở đây thì đi thấy là những cái điều mà nó đem đến cho bạn thì nó rất là tốt, nên ok, một cái sự ủng hộ cực kỳ cho các bạn trong cái lá này nha. Tiếp tục đó chính là cái lá Taiki. Taiki, cái chữ này lúc đầu tôi đọc là gì mọi người biết không? Ti che. Ok, đây là một cái lá bài ở trong bộ bài về các nữ thần của Dia mà Dia đã có review rồi, thì Dia cũng sẽ có cái đính ở video ở trong cái tụ bài số 2 và cũng sẽ cuối clip này Dia cũng sẽ đính luôn. Thì cái bộ Taiki này á, cái lá Taiki này á, như các bạn nhìn thấy không? Nó để cái chữ gì ạ? Luck. Nó để cái chữ luck, sự may mắn. Oh, luck, may mắn. Trong tháng này là một cái tháng của tràn đầy những cái cơ hội bản thân bạn, thì bạn đang có những cái may mắn đó, hãy biết cách nắm bắt nó nha. Ok. Còn bây giờ thì đi chỉ biết gửi một cái lời chúc tốt đẹp đến cho các bạn tụi bài số 3 này, bởi vì bạn quá tuyệt vời. Tụi bài số 3 này đã đem đến những cái lời hứa hẹn rất là tốt đẹp trong công việc của bạn trong tháng 3 này. Hy vọng bạn sẽ có được những thứ này nha. Bây giờ thì tụi bài số 3 kết thúc. Ok, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cái vị trí của bộ bài của cái tụ bài cuối cùng, tụ bài số 4. Đây cũng là tụ bài của Dia chọn để xem rằng là những cái người chọn tụ bài như Dia ở trong cái tháng 7 này thì sẽ như thế nào nha. Đầu tiên thì Dia vẫn sẽ lấy cho các bạn 4 lá bài trà. Wow. Ok, Dia xin được phép xếp lại các cái lá bài trà này theo cái thứ tự từ tốt cho đến xấu nha. Đầu tiên xin chúc mừng tất cả những cái bạn này, bạn nào chọn tụ bài số 4 này rất là hay. Đầu tiên bạn có lá wishbone. Wishbone nó hiện là a wish is granted, có nghĩa là nó dạng như là a wish come true á, dạng như là một cái điều ước của bạn nó sẽ trở thành sự thật, một cái điều mong muốn của bạn tự nhiên trong tháng 7 này nó sẽ hoàn thành cho bạn, nó sẽ trở thành sự thật cho bạn. Ok, tiếp theo đi còn nhìn thấy được rằng á là bạn sẽ có một cái sự đợi chờ gì đó ở trong cái tháng này, theo kiểu là bạn đang đợi một cái tin tức, bạn đang đợi một cái phần quà, hoặc bạn đang đợi một cái gói hàng gì đó ở trong cái tháng này, và bạn chỉ cần đợi chờ thôi, nó sẽ đến. Ở trong cái lá bird này á, cái lá con chim đang ngủ này á, thì nó không thể hiện cho việc rằng là cái news này, tức là cái tin tức này á, nó là cái tin tốt hay là tin xấu. Cho nên đi chỉ biết nói rằng trong cái tháng này thì bạn sẽ có một cái sự đợi chờ, như một cái bưu phẩm, một cái kiện hàng hoặc một cái thư gì đó nó sẽ đến, như một cái tin tức gì đó sẽ đến với bạn. Và hy vọng đó là cái điều tốt. Bên cạnh đó thì trong cái tháng 7 này bạn sẽ có một cái cuộc gặp mặt gia đình, hoặc là một cái vấn đề liên quan đến gia đình. Ok không? Seahorse, con ngựa, con cá ngựa, định nó con ngựa biển, con cá ngựa nha. Đó, family matter nè, là theo kiểu là bạn sẽ có một vài vấn đề về gia đình, như là cuộc gặp gỡ gia đình, hoặc là trong cái tháng này bạn có đám giỗ, đám quải, đám cưới, thôi nôi, đề tháng gì đó, cũng là những cái cuộc gặp mặt gia đình. Ok, hoặc là nhà bạn lâu rồi không có họp gia đình thì cuối cùng thì bạn có một cái cuộc họp gia đình. Tiếp tục bạn có lá ace. Cái lá này có nghĩa là hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận bởi vì có một số cái yếu tố trong cuộc sống này có thể là đến từ con người. Họ đang là những cái người đang đứng lên chống lại bạn. Cái sự chống lại này nghe hơi ghê, thì kiểu giống như là bạn nên cẩn thận một chút xíu thôi, bởi vì làm cái gì nó cũng có hai mặt. Ok, cái là cái hướng đầu tiên. Cái thứ hai mà đi muốn tiếp tục đó chính là xem các mối quan hệ xung quanh của bạn trong cái tháng này nó sẽ như thế nào. Về các mối quan hệ, đi có lấy cho các bạn một số lá bài ở trong bộ bài Mermaid Tarot. Mơ mèo tarot cho nên là nguyên một cái bộ này ở chỗ nào cũng là mơ mèo. Wow. Đầu tiên đi nhìn thấy được đó là trong cái tháng này bạn sẽ có một cái bài học mới. Cái bài học này theo kiểu là tự bản thân bạn thức tỉnh, chứ không phải là do ai dạy bạn cả. Theo kiểu giống như là bây giờ bạn nhận ra được một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống vậy á. Nếu mà mình dịch thì nó nhẹ nhàng như thế thôi. Bạn sẽ nhận ra được một cái điều gì đó trong cuộc sống, một cái bài học trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì các cái mối quan hệ xung quanh bạn trong cái tháng này thì khá là hơi toxic. Toxic là hơi độc hại mọi người, bởi vì bạn sẽ có những cái cuộc cãi cọ không đáng có nè. Đầu tiên, cái thứ hai nữa rằng là bạn sẽ bị phán xét.
Một là bạn sẽ đi phán xét người ta, hai là người ta sẽ đi phán xét bạn. Ở đây đi nhìn thấy là bạn, đôi khi bạn sẽ có những cái sự phán xét trong cuộc sống của bạn. Đó, bên cạnh tiếp theo về những cái mối quan hệ trong đây thì đi nhìn thấy được rằng tiếp tục đó là đôi khi bạn hơi khó khăn và kỹ tính quá trong cái tháng này, cho nên những cái sự rắc rối cãi vã cũng đến từ những cái sự khó khăn và kỹ tính của bạn thôi, chứ không đến từ cái gì nữa hết. Ok, về các mối quan hệ xung quanh bạn thì đi nhìn thấy như vậy rồi, còn về công việc như thế nào? Các mối quan hệ này nó quá nhạt luôn á, đi cảm thấy nó nhạt toẹt luôn á. Rồi, vậy còn về công việc nó như thế nào? Hy vọng rằng là công việc nó sẽ có một chút xíu gì đó gọi là khởi sắc hơn. À, về công việc đi có lấy một số lá bài trong bộ bài Santa Muerte, lá bài của Mexico. Ok, ok. Đầu tiên đi nhìn thấy đó là Trees of Pentas thể hiện, và đi với lá Trees of Wands, lá Five of Cups, lá Seven of Swords và lá Six of Swords. Ok, bạn đang có một cái hướng biến chuyển trong công việc của bản thân bạn. Có thể trong cái tháng này á, bạn cần phải xem lại cái cách định hướng làm việc nhóm của mình. Cái cách định hướng làm việc nhóm ở đây đang rất là quan trọng, bởi vì đi nhìn thấy được rằng là bạn đang vẫn chưa thực sự có những cái cách làm đúng đắn, thì bạn nên có cái sự thay đổi, một cái sự điều tiết lại về các cái cách làm việc nhóm của bản thân mình. Bên cạnh đó sẽ có một số cái sự thay đổi trong công việc của bạn, nhưng cái sự thay đổi này là tốt, cho nên là đi nhìn thấy ok, oh wow, được. Và hãy kỹ tính lại, bởi vì đôi khi trong công việc bạn đã bỏ quên một vài thứ rồi đó, hãy kỹ càng lại nha. Ok, có vẻ giống như những cái bạn mà chọn tụ bài số 4 á, các cái bước làm việc của bạn nó đang nằm, nó đang dừng lại ở cái việc là sự dự định, và rồi thì trong cái tháng này nó có một cái gì đó trở thành sự thật, một cái điều may mắn. Tuy nhiên thì đi nhìn thấy được á, cái mặt bằng chung của những cái bạn chọn tụ bài số 4 này là chưa đến đâu cả, chưa đâu đến đâu cả. Thế là sao? Nó bị dở dang, nó bị dang dở, cuộc tình đôi ta đến đây dang dở đó mọi người. Cái gì nó cũng chưng hửng á, nó khá là giống tình trạng của đi luôn. Thế kiểu là tại vì đi cũng đang lập ra một cái kế hoạch trong khoảng thời gian sắp tới, thì hiện tại thì đi vẫn đang triển khai nó, nhưng mà nó bị chưng hửng thì đi cũng nghĩ rằng là cái sự chưng hửng, cái sự lấp lửng hoặc là cái sự chưa rõ ràng trong cái việc mà công việc của bản thân bạn á, nó cũng có liên quan đến một số trong những cái lá ở đây. Tiếp theo đi nhìn thấy một cái lá bài này, đó chính là lá bài mà đi lấy ra từ cái bộ bài Legendary Ladies, tức là bộ bài của những cái nữ, những cái vị nữ thần á. Thì đây là một cái nữ thần trong nền văn hóa Aztec. Aztec là một cái nền văn hóa nằm ở miền trung của châu Mỹ. Miền trung của châu Mỹ tức là nó sẽ nằm ở mấy cái chỗ mà Brazil, Mexico rồi đó, kiểu giống vậy đó, Uruguay, Paraguay rồi đó. Ok không? Thì cái tên của vị nữ thần này là Xochiquetzal. Và cái vị nữ thần này đại diện cho những bông hoa. Cái vị nữ thần này thấy kiểu giống như là bạn, nó đưa ra một cái thông điệp là bạn đã đạt được những điều bạn muốn rồi đó. Nè, wishbone là bạn đã đạt được những điều bạn muốn rồi đó. Thì trong cái tháng này cái điều mà bạn cần phải làm đó chính là bày tỏ cái sự biết ơn, hoặc là bạn nên thể hiện như một cái sự cảm ơn. Cái sự cảm ơn ở đây đi nghĩ rằng là có thể là bạn lan tỏa cái điều tích cực của bạn ra cho mọi người, hoặc là bạn sẽ có một cái gì đó hướng về đến tâm linh. Thì cái lá bài này nó cũng có ý nghĩa là sự biết ơn theo cái nghĩa như vậy. Ok, nên nhìn thấy là cái tụ bài số 4 này cũng khá tốt thôi, nhưng mà nó hơi nhạt. Thế kiểu giống như là các bạn vẫn chưa thật sự có những cái bước đi đúng đắn cho các bạn á, nên hãy nhớ nhìn nhận lại một chút xíu về những vấn đề trong cuộc sống nha. Còn bây giờ thì tụ bài số 4 kết thúc. Ok mọi người ơi, thì cuối cùng là cái ván trải của tháng 7 đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cho nên rằng là đi rất là cảm ơn mọi người. Đầu tiên là đi phải cảm ơn mọi người về cái sự ủng hộ của mọi người. Và nếu mà có thể á, thì đi mong rằng mọi người có thể bấm một cái like, một cái subscribe cho đi ở trên cái kênh này. Bởi vì đó là những cái gọi là những cái động lực sẽ khiến cho đi làm được nhiều clip nữa. Và rồi thì các bạn sẽ có nhiều thứ để coi hơn nữa. Thì trong khoảng thời gian sắp tới á, đi sẽ có một cái chương trình, một cái chương trình rất là mới, gọi chương trình thì cũng hạn là một cái mục mới, là cái mục kể đi nghe. Thì trong cái mục này á, là đi đang cần cái sự giúp đỡ từ các bạn, đó là cái việc là đi mong muốn là các bạn có thể gửi cho đi những cái câu chuyện của bản thân, những cái câu chuyện giống như là những câu chuyện về tình cảm, hoặc là trong cuộc sống bạn cảm thấy đó là một cái câu chuyện, một cái case study, là một cái bài học cho bản thân bạn á. Vậy nó là một cái nốt trầm và từ đó các bạn có thể thay đổi bản thân, nhất là đến từ những cái bạn nữ chẳng hạn. Bởi vì trong cái năm này á, là cái năm mà YouTube nó đang hướng đến cái việc á là kiểu như là nữ quyền á mọi người, xây dựng một cái để cho những cái người phụ nữ họ nhận ra được cái giá trị thực sự của họ và đưa lại một cái nhìn mới cho cộng đồng về cái giá trị thực sự của người phụ nữ á. Cho nên là đi rất là kêu cầu về những câu chuyện của các bạn, bởi vì đi nhìn thấy được là đa số những bạn xem kênh của đi cũng là nữ, một là nữ, nam thì cũng có, hai nữa là gay, là chị bạn gì, là LGBT đó, thì đi cũng thấy đó rất là vui. Nên các bạn có thể chia sẻ những câu chuyện đó cho đi thì đi cảm thấy rất là hay luôn. Thì bằng cách nào để các bạn có thể chia sẻ câu chuyện cho đi thì đó là các bạn có thể gửi đến cái đường link ở
fanpage, tức là bạn lên fanpage, bạn nhắn tin ở trên fanpage cho Dear, đó là một cách. Nhưng mà cách thứ hai đó chính là bạn có thể gửi một cái mail cho Dear qua cái kênh mail có tên là như thế này. Dear sẽ để cái tên mail đây nha. Đó. Đó tên là Dear Tarot tâm sự cùng người lạ. Nó hơi dài một chút xíu nhưng mà nhớ là Tarot có hai chữ R. Dear cũng sẽ để sẵn cái link mail này, cái tên mail này ở phía dưới phần description để cho các bạn chỉ cần copy một cái là các bạn có thể gửi luôn cho Dear, ok không? Thì bên cạnh đó, khi mà các bạn á gửi cho Dear những cái cốt truyện như thế này thì mỗi tháng Dear sẽ ra một tập chuyện giống như là kể đi Dear nghe, và từ đó thì có thể là Dear sẽ đưa cho các bạn những cái lời khuyên hoặc là đưa ra bạn những cái case study, những cái thông điệp từ câu chuyện đó cho các bạn, và bằng cách đó thì các bạn có thể chia sẻ cái thế giới của bạn ra mọi người hơn nữa. Thì Dear nghĩ rằng là cái này cũng là một cái khá là hay. Dear đã phát động phong trào này cũng đã khá là hai ba tuần nay rồi á, cho nên là gọi là Dear cũng đã nhận được một vài mail rồi, cho nên Dear cũng rất là cảm ơn những các bạn đó. Bây giờ thì đến lượt các bạn rồi đó. Giờ các bạn hãy gửi mail cho Dear đi nha. Ok, bây giờ thì tụi bài của Dear đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều trong khoảng thời gian vừa qua đã ủng hộ Dear. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Dear Tarot tâm sự cùng người lạ tập tiếp theo. Bye bye.